Thưa quý vị, ngành khoa học và công nghệ phải tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh công tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường khoa học công nghệ và phải là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đó là phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại hội nghị triển khai kế hoạch phát triển ngành khoa học và công nghệ năm 2022 được tổ chức vào sáng nay. Năm 2021 là một năm có nhiều sự kiện nổi bật trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế. Không chỉ tổ chức thành công các sự kiện lớn cấp tỉnh, mà nhiều công trình khoa học cũng được các giải thưởng cấp quốc gia. Đặc biệt, hai công trình khôi phục và phát triển các giống sen Huế tại Hồ Tình Tâm, thành phố Huế và công trình đánh giá kết quả bước đầu áp dụng kỹ thuật rửa thần ngược dòng trên thần ghép từ người hiện sống được vinh danh trong sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2021. Đánh giá công tác ngành năm 2021, ông Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ghi nhận các tiến bộ khoa học và kỹ thuật đã được phổ biến kịp thời trong nhiều lĩnh vực, đã giúp tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Nhiều công trình khoa học đưa vào áp dụng trong thực tiễn đạt hiệu quả cao. Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã tạo nên hiệu ứng tốt trong cộng đồng. Các sản phẩm của cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh có chất lượng và có khả năng tham gia vào thị trường. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng dịch vụ đô thị thông minh, chính quyền điện tử thu được hiệu quả tích cực. Những kết quả trên đã khẳng định ngành khoa học công nghệ thực sự là động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế và hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm khoa học và công nghệ của khu vực và cả nước. Năm 2022, ngành khoa học công nghệ tỉnh tập trung hoàn thiện đề án thành lập khu công nghệ cao quốc gia tại Thừa Thiên Huế, đầu tư hạ tầng khu công nghệ thông tin tập trung, hình thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh, định hướng phát triển thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia chi nhánh tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng thời phát huy giá trị bảo tàng thiên nhiên duyên hải miền Trung, phục vụ nhu cầu phát triển các lĩnh vực ưu tiên nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo đúng định hướng nghị quyết số 7 của tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về khoa học công nghệ.